Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, thu hút đông đảo sự tham gia của các gia đình trên địa bàn thành phố. Tham gia hội thi, 16 gia đình đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tham gia nấu và trình bày các món ăn truyền thống có trong bữa cơm hàng ngày của các gia đình. Bên cạnh đó, các gia đình còn tham gia các môn thể thao là thi nhảy bao bố, tiếp sức, đẩy gậy và kéo co. Hội thi nhằm tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò và vị trí của gia đình trong cuộc sống hiện đại, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong gia đình, tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho các gia đình, thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội, từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.